Chào tất cả mọi người, thì hôm nay thì mình làm clip để hướng dẫn cho mọi người chúng ta cách để chúng ta kết nối không dây giữa Mixer Yamaha DM3 với máy tính. Thì mỗi khi mà chúng ta kết nối được không dây á, thì nó sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều trong cái vấn đề mà chúng ta cần chỉnh setup. Còn mà khi chúng ta phải kết nối có dây á, thì nó cũng rất là bất tiện, dây nhựa rườm rà này kia mà chúng ta cũng không có thể là đi quá xa để chúng ta kết nối được. Còn khi chúng ta kết nối bằng wifi như vậy thì chúng ta có thể xách máy tính đến một cái địa điểm ở đó mà chúng ta bắt được wifi, thì chúng ta có thể ngồi ở đó để chúng ta setup thôi, chứ chúng ta không cần phải ngồi ở gần mixer đâu mọi người ha. Đó là cái vấn đề rất là thuận tiện trong vấn đề setup không dây. Thì bây giờ thì mời mọi người chúng ta cùng theo dõi clip ha. Thì để kết nối được không dây á, mọi người chúng ta chuẩn bị cho mình một sợi dây mạng LAN thông thường thôi. Chúng ta đang ngoài tiệm mới kêu họ bấm cho một sợi dây mạng thông thường. Rồi sau đó thì chúng ta cần chuẩn bị cho mình một cái router. Router thì chúng ta không nhất thiết là phải mua mắc tiền gì đâu, mua loại rẻ tiền bình thường được. Làm sao mà chúng ta nó kết nối tốt là ok thôi ha. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ kết nối cắm từ một đầu này thì chúng ta cắm vào mixer ha. Đó, còn một đầu này thì chúng ta cắm vào cái router. Ok, vậy là xong thôi. Rồi tiếp đến thì chúng ta kết nối wifi giữa máy tính của chúng ta với router, hoặc chúng ta có thể là kết nối wifi giữa điện thoại với router, rồi chúng ta tải app về điện thoại, chúng ta setup trên điện thoại cũng được hoặc trên máy tính cũng được. Đó là một cái vấn đề, một cái điều khá thuận tiện. Ok, thì tiếp đến mà để chúng ta kết nối được á, thì đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn vào cái mục cài đặt đây. Sau đó thì chúng ta chọn vào cái phần network đây. Thì ở đây nó sẽ có hai mục, thứ nhất là DHCP và mục thứ hai là Static IP. Thì nếu như chúng ta chọn qua phần chế độ Static IP thì tức là chúng ta sẽ phải nhập cái IP bằng tay vào. Thì chúng ta cần phải biết là cái IP của cái router của chúng ta là bao nhiêu, thì khi đó chúng ta sẽ nhập cái IP vào cái phần này. Thì như vậy thì nó sẽ hơi rắc rối hơn cho chúng ta một chút, thì bởi vì đòi hỏi chúng ta phải biết là cái IP của cái router của chúng ta là bao nhiêu thì chúng ta nhập vào đây, thì cái đó nó để nó đồng bộ với cái lớp đó. Còn nếu như chúng ta sử dụng mà chọn qua chế độ là DHCP thì nó sẽ auto nó nhận cái IP và nó sẽ kết nối. Thì hiện tại thì mình đang chọn chế độ là DHCP để cho nó auto nó nhận cái IP. Rồi tiếp đến ở trên phần máy tính thì đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn và để chúng ta kết nối wifi với cái router của chúng ta trước đã ha. Thì cái tên wifi của mình là HiFi Roam thì mình đã kết nối rồi ha. Rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ chọn vào tìm kiếm đến cái đường đường link của Yamaha để chúng ta tải cái phần mềm về. Thì cái đường link này thì mình sẽ để dưới phần mô tả để cho mọi người chúng ta có thể tải phần mềm về. Nếu như máy chúng ta đang chạy hệ điều hành iOS thì chúng ta sẽ chọn mục đầu tiên này. Còn nếu như chúng ta sử dụng hệ điều hành Windows thì chúng ta chọn mục thứ hai. Thì hiện tại bây giờ là máy của mình đã chạy hệ điều hành là Windows, cho nên là mình chọn ở mục thứ hai và mình cũng đã tải sẵn về rồi, để khỏi mất thời gian mọi người ha. Đầu tiên thì mình sẽ cho vào phần mềm. Mình sẽ tắt photo từ đầu cho mọi người chúng ta dễ hình dung. Đó, mình sẽ phần mềm thì mình để đây, mình vào phần mềm ha. Đó, sau đó thì mình chọn mục đầu tiên này. Ở đó mình chọn vào Start. Rồi mình sẽ nó đang hiện thị là con net đang off này, đang offline ha. Bây giờ mình sẽ on nó lên. Rồi nó sẽ hiện thị ra cái mục này. Đấy, thì một khi đã kết nối wifi rồi, đồng bộ rồi thì nó sẽ tự động nó nhận một cái IP, nó hiển thị cái tên là Yamaha DM3 đây mọi người. Đó, thì bây giờ mình chỉ cần bấm con net là xong thôi. Đấy, nó nhận ngay lập tức rồi ha. Thì bây giờ hiện nó hiển thị đang là on online rồi ha. Thì bây giờ chúng ta có thể là điều chỉnh đây được rồi, chứ không cần phải là đứng gần mixer để mà điều chỉnh ở trên màn hình mixer nữa ha. Đó, bây giờ mình thử kéo một cái channel nào đó, kéo chơi xem ha. Đây mình sẽ để lên thôi mọi người, thấy không, nó lên rồi đó. Đó, lên xuống nó, thấy không? Bây giờ mình không cần phải động tay vào đây nữa. Thì hoặc có thể là mình xách máy tính đi một ra ngoài kia và làm sao kết nối wifi là mình có thể là chỉnh được thôi. Mọi người thấy không? Mình không có dùng dây gì ha. Đó, mình sẽ đứng ở đây chẳng hạn, mình sẽ thử kết nối. Đó, mọi người thấy mixer nó chạy lên rồi đó. Ok mọi người, thì vừa rồi thì mình đã có hướng dẫn cho mọi người đôi chút về vấn đề kết nối không dây giữa bản mixer Yamaha DM3 với máy tính rồi ha. Clip thì mình sẽ tạm dừng ở đây, thì nếu mọi người thấy ok thì cho mình một like, share, subscribe. Bye mọi người.